Ơi, siêu phẩm tới nè anh em ơi. Rồi, đã ghê không? Tới luôn, tới luôn. Ôi, ôi, quá đã luôn, siêu phẩm mấy cày kho 5.000 nước xương riêng luôn anh em ơi. Bây giờ hiếm thấy cái con được như vậy lắm ha. À, chú kể là hồi đó chú mua ở trong mấy cày nhập khẩu kho nguyên chiếc á, của Mỹ luôn, đập thùng luôn ha. À, nó đẹp kìa. Ở đây ở huyện Dương Minh Châu nha các bạn. Thở luôn chú ơi. Nó đẹp. Bánh bọng nè anh em. Máy ha. Con này 4 máy. Con 5.000 là 4 máy. Con 4.000 là 3 máy. 463 máy rồi các bạn. Đó, 4.000 là cỡ 55 HP. Vậy con này là cỡ trên 60 HP nha. Quá đẹp nè. Trên 60 HP á. Ủa khủng trời luôn. Trời luôn chú ơi. Trời luôn. Ủa nó đẹp kìa má ơi. Đem theo cái vàng nè. Tạo cái rò. Ở Tây Ninh mình hay gọi là rò đó. Con này là rọc đường nha. Rọc đường. Gắn cái vàng này. Cái cà pho này chạy im quá ha. Rồi, còn mấy đường nó hết rồi anh em ơi. Còn mấy đường nó hết rồi đó.